Ngày 29 tháng 4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã tuyên bố không từ chức sau 5 ngày dừng nhiệm vụ để cân nhắc những ảnh hưởng bởi cuộc điều tra tham nhũng liên quan tới vợ ông, bà Begona Gomez. Thủ tướng Pedro Sánchez cho biết, ông đã đưa ra quyết định tiếp tục vai trò đứng đầu nội các sau cuộc gặp với vua Philip 4 sáng nay để thông báo ý định của mình. Tuần trước, một tòa án ở thủ đô Madrid đã cáo buộc bà Begona Gomez lợi dụng ảnh hưởng để đổi lấy lợi ích và tham nhũng trong hoạt động kinh doanh. Cuộc điều tra xuất phát từ đơn tố giác của nhóm chống tham nhũng Manos Limpias. Thủ tướng Pedro Sánchez cho rằng đơn tố cáo dựa trên những sự thật không tồn tại nằm trong chiến dịch quấy rối nhằm vào vợ ông do các hãng truyền thông bảo thủ cực đoan dẫn đầu được phe đối lập bảo thủ và cực hữu ủng hộ.